xin kính chào quý vị khán thính giả và chào mừng quý vị trở lại với chương trình Straight Talk with Jimmy Thái Show ngày hôm nay. Trước hết Vân Anh xin chào anh Jimmy. Chào chị Vân Anh và xin kính chào tất cả khán giả của đài VNTV. Thưa quý vị, chương trình Straight Talk with Jimmy Thái Show là một chương trình mà anh Jimmy Thái sẽ cùng chia sẻ với chúng ta những cái đề tài, những cái câu chuyện chung quanh đời sống của chúng ta. Ngày hôm nay đó thì anh Jimmy Thái sẽ gửi đến cho chúng ta một cái đề tài rất là thú vị. Nhưng mà trước khi đi vào chương trình ngày hôm nay thì Vân Anh xin được một lần nữa tưởng cũng nên nhắc lại anh Jimmy Thái đó, cái title của anh đó là Distinguished Toastmaster. Tiếng Việt có nghĩa là một người chuyên viên, chuyên hướng dẫn và đào tạo về khả năng hùng biện và khả năng lãnh đạo. Anh cũng là sáng lập viên của hai hội thiện nguyện, đó là Build a School Foundation. Hội Build a School Foundation đã xây 87 trường học và cầu tại Việt Nam, Philippines, Cambodia và Kenya trong suốt 6 năm qua. Và thưa quý vị, anh Jimmy Thái cũng là sáng lập viên và điều hành của hội Leadership Foundation Academy mà anh đã hướng dẫn và đào tạo 5.000 chuyên viên trong mọi lĩnh vực khác nhau ở các company rất là nổi tiếng và các sinh viên tại các trường đại học nổi tiếng. Vâng, thưa quý vị, chủ đề rất là thú vị, đó là tìm hạnh phúc ở lứa tuổi trung niên. Tiếng Anh là Hunting for Happiness at Half-Life. Ở cái lứa tuổi trung niên đó, anh Jimmy, người Mỹ họ gọi là Midlife Crisis. Nhưng mà Vân Anh thấy là ở cái lứa tuổi trung niên như là 50, 60 là thường thường chúng ta đã gọi là settle rồi, công việc làm ăn cũng xong, gia đình cũng xong, nhiều khi mình cũng đã an cư lạc nghiệp rồi. Tuy nhiên ở cái lứa tuổi này thì chúng ta thấy càng ngày càng có rất là nhiều người không có happy, mà không những chỉ không có happy thôi mà đôi khi stress, rồi đi xa hơn nữa là đi tới trầm cảm. Họ không hài lòng về cuộc sống gia đình, họ không hài lòng về chính cá nhân của họ, họ không hài lòng về công việc làm, về tài chính vân vân và vân vân. Thì ngày hôm nay với cái kinh nghiệm của anh cũng như là với cái chuyên môn của anh thì anh có thể nói về cái đề tài này để có thể giúp cho chúng ta. Dạ vâng. Dạ, thì cảm ơn chị Vân Anh và cũng xin thưa quý vị khán giả của đài VNTV. Thì giống như chị Phương Anh nói đó, cái midlife crisis hay là mình nói nôm na là nửa đời người rồi, đúng không? Thì đối với Jimmy, theo cái kinh nghiệm mình đã giảng dạy trong vòng 7 năm vừa qua đó, thì mình nhận thấy á, là mình có thể chia ra cái cuộc đời của một người nó theo bốn giai đoạn rất là chánh. Cái giai đoạn đầu tiên là từ khi mới sinh ra và khi mà khoảng 20 tuổi. Thì chị Vân Anh nhớ là cái tuổi mà mình dưới cái tuổi 20 đó thì mình chia, cái đó là ăn chia no lo chia tới, sống với bố mẹ thôi, đúng không? Mình chỉ lo đi học. Dưới 20 tuổi mình còn học hành, bố mẹ nói gì làm nghe đó. Thì chị Vân Anh nhớ lại đi cái tuổi của mình mà dưới 20 thì thật sự mình chưa biết cái gì hết. Thì cái tuổi đó Jimmy gọi là cái tuổi mà lúc đó mình có rất là nhiều passion. Right? Mình nhớ là khi nhỏ mình rất mơ mộng, mấy em mơ trở thành, lớn lên trở thành tổng thống, hay là các em làm ballerina, hay là các em làm những người famous. Thì tại vì tuổi trẻ mình chưa biết gì hết. Thì cái tuổi đó, cái tuổi là cái Jimmy gọi là passion. Tức là lúc đó mình đi học thôi, learning, right? Learning và cái passion nó rất là quan trọng. Thì cái tuổi đó là tuổi rất là dễ. Cái tuổi, cái phase thứ hai là từ 20 cho tới 40. Mỗi cái phase nó 20 năm, từ 20 tới 40. Cái tuổi đó là Jimmy gọi cái tuổi đó là cái tuổi earning, tức là mình làm tiền. Hoặc là cái chữ P mà Jimmy dùng là profit, đúng không? Tại lúc đó là mình có thể ra trường rồi nè, bắt đầu mình có công việc làm, mình lo đi kiếm tiền, rồi mình lo hết tất cả bon chen. Giống như Jimmy, kinh nghiệm cá nhân lúc đó là đi làm là cày từ sáng cho tới tối 2-3 job, ráng leo lên cái career ladder, right? Cái bức thang danh vọng của mình càng lên cao chừng nào thì càng thích chừng đó. Cho nên cái tuổi 20-40 lo kiếm tiền, lo tất cả cái đó, rồi lo gia đình rồi này nọ. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, là cái phase thứ ba là từ 40 tới 60. Từ 40 tới 60 tuổi tức là cái midlife crisis của mình là nó nằm ngay trong đó đó. Cái chị Vân Anh nói là cái tuổi hồi xuân, hoặc là tiếng Mỹ là midlife crisis, Jimmy gọi nôm na là nửa đời người rồi đó, right? Tức là mình sắp xuống dốc rồi đó. Thì Jimmy để ý á, là tất cả những người mà tới mình dạy hay là mình huấn luyện á, họ đều có chung một cái trạng thái chung là lúc đó là psychologically á, right? Về cái tâm sinh lý mình thay đổi rất là nhiều. Bố mẹ mình có thể mất, right? Bản thân Jimmy là mất cả bố lẫn mẹ trong cái giai đoạn đó. Jimmy biết là những ngày chị Vân Anh, là mẹ chị Vân Anh cũng mới qua đời. Giống như là Lily, bà xã của mình thì may mắn là mới vẫn còn, nhưng mà giống như hôm qua là vừa mới nhận tin là bà cô ruột vừa mới qua đời. Đó là những cái mà psychologically trong cái giai đoạn từ 40 tới 60 mình ai cũng phải trải qua. Đó là về cái vấn đề tâm sinh lý. Về cái công việc á, thì lúc đó mình đã giống như là cũng là mình tới cái max rồi, đúng không? Ngay cả Jimmy bây giờ đi làm thì đi làm vậy thôi, nhưng mà cái việc cái chức vụ đồ này đó nó không có quan trọng nhiều nữa, tại vì mình đã quá mệt mỏi trong vòng gần 30 mấy năm trời, mình đã bon chen làm rất là nhiều. Cái quan trọng nữa là con cái bây giờ nó thay đổi, tại con cái mình bây giờ nó không có cần mình như hồi xưa. Hồi xưa thì các em còn nhỏ, con của Jimmy mà chị nhớ hai bé gái mà Faye với là Ashley mà thường xuyên cộng tác với đài VNTV lúc trước. Bây giờ hai bạn là 23 và 20 tuổi và các bạn đã ra trường, các bạn đi làm một ngày. Gần đây Jimmy sẽ mời Faye quay trở lại để mà nói chuyện với các khán giả. Bây giờ bạn đã trưởng thành, đã đi làm rồi. Ashley năm nay năm thứ tư đại học, các bạn sắp sửa ra trường. Đó, cho nên mình thấy mấy bé không có cần mình như lúc xưa nữa. Đó là cái giai đoạn mà Jimmy dùng cái chữ thứ ba là cái chữ searching, và cái chữ P mà Jimmy dùng là cái purpose. Bắt đầu mình question cái purpose của mình. Mình sống trên đời này làm gì, và mình cái mục đích, cái đó là những cái mà ai trong cái lứa tuổi này cũng gặp phải. Và Jimmy tư vấn rất là nhiều người, cho dù mình không phải là một người chuyên gia về tâm sinh lý, nhưng mà cái kinh nghiệm về diễn thuyết và kinh nghiệm về nói chuyện, cái communication skills nó rất là quan trọng, tại nhiều người là rất là cần cái sự tư vấn trong cái giai đoạn này. Và đó là cái lúc mà Jimmy thấy nó rất là quan trọng, vì trong cuộc đời mình có rất là nhiều sự thay đổi, và khi mình qua đó cái giai đoạn cuối cùng đó là từ 60 tới 80 hoặc là hơn nữa, thì lúc đó là Jimmy gọi là lúc đó là cái giai đoạn cuối cùng rồi. Lúc đó là cái mình gọi là peace thôi, tại lúc đó thì hết xí quách rồi, làm gì nữa chị biết không, lúc đó thì đâu có còn bon chen nữa đâu. Cho nên Jimmy nghĩ là cái đề tài hôm nay mình nói mình sẽ tập trung vào cái tuổi từ 40 tới 60 mà tất cả chúng ta ai cũng phải trải qua, và ai cũng gặp rất là nhiều sự trở ngại trong cái vấn đề tâm sinh lý, trong vấn đề con cái, trong vấn đề công an việc làm, và nhất là trong cái vấn đề muốn biết được cái mục đích chúng ta sống trên cuộc đời này để làm gì. Như vậy thì tụ chung lại là chúng ta phải đi tìm làm sao để có được cái mục đích của cuộc sống của chúng ta. Thì làm sao để đi tìm được cái mục đích đó, và làm sao để có cái câu trả lời đó, thưa anh? Thì Jimmy nghĩ là khi mà muốn đi tìm được cái câu trả lời cho cái mục đích của cuộc sống chúng ta, thì cái đó sẽ tùy theo mỗi người. Và theo kinh nghiệm mà Jimmy coaching cho tất cả các vị trong cái lứa tuổi này, Jimmy để ý thấy nó có hai thành phần rất là rõ ràng. Thành phần thứ nhất là thành phần Jimmy gọi là tích cực, tức là các bạn đi tìm những cái vấn đề, đi tìm kiếm nó từ những cái nơi mà Jimmy gọi là constructive activity. Chẳng hạn như là mình tới chùa, hay là mình đi qua nhà thờ để mình tìm cái sự, mấy cái vị lãnh đạo tinh thần đó tư vấn cho mình và giải đáp cho mình cái lý do tại sao bố mình mất, hay là con mình nó bỏ đi, hay nhiều khi có người con mất hay là mình bệnh nữa, đúng không? Một cái nữa, cái sức khỏe của mình bây giờ nó không còn như hồi xưa. Jimmy cũng cảm thấy bây giờ mình cứ chạy lên núi, chạy xuống núi hoài là thấy mỏi mệt. Hồi xưa là chạy không có mệt. Bây giờ mình bắt đầu mình cảm thấy là mình có rất là nhiều sự thay đổi đó. Nhưng mà có những người đi tìm những cái constructive activities, right? Giống như mình là tại sao mình để ý tới vấn đề thiền nguyện, tại sao mình rất là tập trung tối nào cũng 3-4 tiếng đồng hồ để làm tất cả những công việc với Build School Foundation đó, tại vì mình muốn hướng thiện, nói chung nôm na là mình hướng thiện. Nhưng mà cũng có một số tới Jimmy tư vấn thì họ lại đi vào cái con đường sai lầm, tức là họ lại để ý tới ăn chơi, nhậu nhẹt, đánh bài, tìm những cái thú vui trong những cái nơi mà thoáng qua thì tưởng nó là vui, nhưng mà về lại rồi mới thấy là nó rất là empty, rất là trống rỗng, và cái làm cho cái cuộc sống họ nó còn cảm thấy là thất vọng hơn nữa. Rồi nhiều người vướng vào những cái chuyện còn xa hơn những cái chuyện đó, rồi gia đình đổ vỡ, xong rồi cái hạnh phúc giữa cha mẹ và con cái không còn như lúc xưa. Thì đó là những cái người mà Jimmy classify, Jimmy chọn vào là đi tìm những cái cách sống mà mình nói tâm ra là sống sai lầm, hay là sống không có hướng thiện. Đó, thì đó là Jimmy thấy là hai cái điểm chánh mà mình chia sẻ hôm nay, là mình phải cố gắng làm sao mà đi tìm những cái việc làm mà nó hướng thiện một chút xíu. Thay vì những cái vấn đề mà mình nói là những cái việc mà mình thấy nó hơi nặng về tính chất ăn chơi và qua ngày, vì cái đó nó chỉ là tạm thời một tuần, hai tuần, nhưng mà lâu dài nó sẽ không mang lại, không có answer được cái question của mình là cái purpose and cái why của mình. Thì anh nghĩ là tới cái lứa tuổi trung niên này thì chúng ta nên có cái nhìn về cái career, về cái công việc của mình, về cái nghề nghiệp của mình, về cái tài chính của mình như thế nào vậy anh? Theo như kinh nghiệm của Jimmy á, khi mình tới cái tuổi trung niên này á, thì cái vấn đề tài chính của mình nó phải khá ổn định rồi. Tại vì 20 năm đầu á, là mình học hỏi, mình learning. Mà 20 năm kế tiếp đó, từ 20 tới 40 là Jimmy gọi là earning, tức là mình make money, make a lot of money. Mà từ 40 tới 60 là phải cái giai đoạn mình gọi là searching, tức là mình đi tìm cái mục tiêu cao cả hơn. Và cuối cùng tới 60 tới 80 mình gọi là serving, tức là mình phụng sự, mình cống hiến trở lại. Nếu mà trong giai đoạn từ 40 tới 60 mà mình vẫn chưa có vấn đề ổn định, chẳng hạn như nhà các vị chưa có trả off hết trong cái tuổi này, rồi thí dụ con cái mình chưa có lo cho các em đi học đại học, cái quỹ tiền đi học của các em đã ổn định hết, hoặc là cái tiền về hưu của mình chưa có ổn định, thì Jimmy thấy đây là cái lỗi lầm rất là sai lớn. Tại vì trong cái lứa tuổi này tất cả mọi chuyện nó phải xong rồi. Tức là từ 20 tới 40 mình làm việc đúng, tức là mình sẽ xong hết tất cả những gì đó. Hay là qua 50 tuổi mà bạn vẫn còn phải vật lộn, hay là phải struggle với cái vấn đề phải nhảy công việc, phải đi làm cho lương cao hơn, là Jimmy nghĩ là nó hơi trễ rồi đó. Cho nên nếu những bạn nào mà đang ở trong cái vấn đề này á, thì có thể là mình sẽ cố gắng mình tư vấn để làm sao mà trong vòng khoảng 5 năm. Tại vì nếu chị 50 tuổi chị nghĩ thì mình làm giỏi lắm 10 năm nữa là mình về hưu rồi, đúng không? Đâu có ai muốn đi làm tới 70 tuổi đâu, cái đó không có vui gì hết trơn. Nhưng mà nếu như vậy thì từ cái tuổi 30, cái tuổi 40 mình phải làm cho đúng. Là tất cả những cái career path của mình là mình phải binh làm sao cho nó chính xác để tới 50 là mình xong rồi. Chứ còn tới 50 và 50, 55 mà còn gọi Jimmy đó, ôi giúp tôi đi để mà tôi lo ổn định về tài chính hay là về nghề nghiệp, là Jimmy nghĩ là mình đã 20 tuổi quá trễ, 20 năm quá trễ rồi. Dạ. Yeah. Như vậy thì với kinh nghiệm làm việc của anh đó, anh đã coaching, anh đã mà giúp đỡ tư vấn cho những người mà họ gặp cái sự khủng hoảng trong cái đời sống của mình với cái lứa tuổi trung niên đó anh, thì anh thấy là sau đó thì họ sẽ có một cái sự bình an trong tâm hồn hơn và họ sẽ có một hướng đi tốt đẹp hơn không anh? Dạ, cái đó thì giống như Jimmy trình bày hồi nãy, đó sẽ có hai cái nhóm. Cái nhóm mà hướng thiện á, là Jimmy thấy chẳng hạn như họ muốn trở về với chánh niệm, cuộc sống với chánh niệm. Nếu mình dùng cái triết lý đạo Phật, mình nói ba cái chữ chánh là cái niệm, cái định, cái tuệ, thì mình thấy nó rất rõ ràng. Người nào mà có chánh niệm, người nào mà định cái tâm mình lại và bắt đầu làm những cái việc mà nó có trí tuệ thì họ rất là ổn. Còn những người mà cũng không có được cái chánh niệm, không có cái định và không có tuệ, mà lại đi đua đòi, đi làm những cái khác, chẳng hạn như người tới tuổi đó thì lại đi muốn tậu xe sport 200-300 ngàn một chiếc, hay là bắt đầu muốn đi nhậu. Và Jimmy có những người bạn mời mình đi nhậu mà chị không thể nào ngờ được, ngồi xuống uống một chai rượu 2.000 đô la, rồi một đêm uống 3-4 chai như vậy. Thì mình bắt đầu mình cảm thấy là có những người có khả năng về tài chính làm được cái đó, có những người chỉ vì muốn đua đòi cái cuộc sống nó rất là hại. Hôm nay là ai cũng có một cái cuộc sống ảo trên cái phone và mình cứ đua đòi theo những cái đó. Và có những người có khả năng thì không sao, có những người không có khả năng và càng làm cho cuộc sống mình nó càng lúng lầy nhiều hơn nữa. Jimmy không có dám nói là mình lên tiếng dạy đời ai, nhưng mà Jimmy thấy rõ ràng những người mà tới cần mình tư vấn họ rất là lún sâu vào cái cuộc sống ảo và càng ngày họ cứ càng bước từ cái sai lầm tới sai lầm khác. Và cái đó là cái mà Jimmy rất là muốn chia sẻ, là tất cả quý vị cần phải nhớ. Mà Jimmy sẽ chia sẻ ba cái điểm chánh là làm sao nếu mà muốn thật sự muốn vượt, bạn ở trong tình trạng đó mà muốn vượt qua, thì có những cái ba cái điểm chánh mà Jimmy khuyên các bạn phải thật sự ngồi nhìn lại với mình và phải đi qua cái three step process, tức là ba cái giai đoạn mà Jimmy nghĩ mình phải trải qua để mà mình làm cho cuộc sống mình nó bình trở lại, nó định trở lại. Yeah. Thì ba cái điểm chánh đó là ba cái chữ C, C giống như Charlie, thì Jimmy muốn chia sẻ với quý vị. Trước hết là cái đầu tiên gọi là cái clarity. Cái clarity tức là phải có một cái rõ ràng. Bạn phải ngồi bình tâm trở lại và nói cái gì sẽ mang cái hạnh phúc, mang được cái happiness cho mình, cho gia đình mình, cho những người thân của mình, cho con cái của mình, cho bố mẹ của mình, nếu mà bạn vẫn còn may mắn có những người đó ở với mình. đó. Tại vì cái quan hệ của mình đối với cái người bạn đời của mình, cái quan hệ của mình đối với con cái của mình, cái quan hệ của mình đối với bạn bè của mình rất là quan trọng. Và bạn phải nghĩ là mình cần làm những việc gì để mang cái niềm vui không những cho bản thân mình và cho những người xung quanh của mình nữa. Đó là cái đầu tiên, là cái clarity. Bạn phải có một cái đó, mà nói nôm na là mình phải có một cái chánh niệm trong đó. Right? Mình phải có một cái chánh niệm, mình phải biết mình cần cái gì. Cái thứ hai nữa là cái courage, tức là sự dũng cảm. Cái courage ở đây á, là không những là mình phải chấp nhận là cuộc đời nó vô thường và mình có những sự thay đổi. Bạn phải chấp nhận là có những lúc bạn phải thay đổi. Bạn không còn là 20-30. Bạn đừng có nghĩ là bạn có thể party all night, em đã sáng mai 6 giờ sáng, 7 giờ sáng dậy đi làm, em tối về party lại rồi sáng. Mình không có làm được gì nữa, cơ thể mình không có còn giống như 20-30 mà mình chơi xả lá sáng về sớm, cái đó không có real nữa. Phải change. Nhưng mà cái quan trọng trong cái change, cái courage á, là mình phải chấp nhận say no. Vậy, tức là có những cái mình phải nói mình không có đi nữa. Chẳng hạn như là đi chơi khuya hay là đi Las Vegas 12 giờ đêm xong rồi chơi suốt đêm xong rồi lái xe trở về. Những cái đó mình phải có courage, mình say no. Đó là cái mà rất là quan trọng. Tức là besides cái clarity, mình phải có cái courage để mình say yes, tức là những việc làm đúng, mà mình say no những cái chuyện mà nó không có tốt. Và cái cuối cùng á, chị mình nghĩ cái này nó khá là quan trọng, là cái compassion. Tức là mình phải có cái sự từ bi trong đó. Cái chữ C cuối cùng là cái compassion. Tức là mình phải biết sống mà nghĩ cho người khác nhiều hơn là nghĩ về cái cá nhân mình. Cái vấn đề mà Jimmy làm thiện nguyện là nó là một cái good illustration, nó là một cái ví dụ cho cái này. Tại nếu mà mình vẫn trong cái lứa tuổi này mà Jimmy chỉ nghĩ về cái bản thân mình không á, thì nhiều khi mình sẽ cảm thấy nó rất là bối rối và nó rất là túng quẫn. Nhưng mà giống như tối hôm qua 3 tiếng đồng hồ, từ 9 giờ cho tới 12 giờ khuya, 3 tiếng đồng hồ nói chuyện với lần 4-5 cái nhà thờ ở bên Việt Nam. Họ đang cần xin máy tính để giúp các em học online. Và Jimmy đang tìm cách làm sao từ đến cuối năm Jimmy phải kiếm cho được 100 cái máy tính để mà cho tất cả những cái tổ chức đó. Vậy thì cái đó là cái charity. Tại vì mình thay vì mình để 3 cái tiếng đồng hồ đó cứ nghĩ về cái bản thân của mình, Jimmy dùng 3 cái tiếng đồng hồ đó nói chuyện với tất cả các sơ, nói chuyện với các thầy, với cái chùa hay mấy cái nhà thờ Việt Nam, và tìm cách giúp cho họ. Thì đó là cái chữ C cuối cùng là cái compassion. Mình phải nghĩ cho người khác nhiều hơn là bản thân mình. Và không phải là chỉ có đi làm thiện nguyện. Khi mình nghĩ tới người khác, có thể là những người thân của mình phải nghĩ cho họ. Những cái người trong gia đình của mình phải nghĩ cho họ. Những người bạn của mình phải nghĩ cho họ. Những người bà con cô bác của mình phải nghĩ cho họ. Thì nếu mà khi mà bạn sống được với cái 3 cái chữ C mà Jimmy vừa mới chia sẻ. Thứ nhất là cái clarity, là mình muốn cái gì để cho mình hạnh phúc và tất cả những người xung quanh của mình hạnh phúc. Cái hai là phải có cái courage, tức là mình sẽ có cái sự dũng cảm để say yes tới cái chuyện cần làm và say no tới những chuyện không cần làm. Và cái cuối cùng nữa là phải nghĩ cái compassion, cái từ bi để mà sống cho người khác nhiều hơn là bản thân mình. Thì bạn sẽ từ từ ổn định lại được cái cuộc đời của mình, và mình sẽ xoay cho nó, và nó sẽ getting better. Đó là cái cách mà Jimmy coach cho những người mà cần tư vấn trong cái giai đoạn này. Cảm ơn anh Jimmy rất là nhiều với những cái thông tin rất là có lợi ích cho cuộc sống của chúng ta. Thưa anh, là một người chuyên viên, professional chuyên nghiệp, đào tạo và hướng dẫn để cho mọi người chúng ta tìm được cái happiness, tìm được cái bình an trong tâm hồn và tìm được cái mục đích của cuộc sống này, để chúng ta đi đến một cái mục đích là có một cuộc sống lành mạnh, bình an. Thì từ nãy giờ trong suốt buổi nói chuyện thì anh hay nói tới cái chữ chánh niệm. Phải chăng anh là một người practice đạo Phật, và anh đã tìm được cái sự practice đạo Phật đó để đem đến sự bình an trong tâm hồn, và anh có dùng cái niềm tin của mình để mà trong các buổi diễn thuyết đào tạo không thưa anh? Dạ, cảm ơn chị Vân Anh. Cái nhìn của chị Vân Anh rất là chính xác, tại vì mình áp dụng tất cả những cái triết lý của đạo Phật, nhưng mà khi mình đem những cái triết lý về chánh niệm, hay là tiếng Anh gọi là mindfulness, để mà mình giúp trong cái buổi giảng dạy của mình cho, giống như 2 tháng trước mình có một buổi giảng dạy với cả 1000 bạn ở Việt Nam, nhưng mà mình không có mang nặng về cái vấn đề tôn giáo trong đây. Tại vì cái chánh niệm và cái mindfulness, cái chánh niệm thì không cần biết bạn đạo Phật, bạn đạo Chúa, bạn Bà La Môn, bạn Hồi giáo, bạn đều cần phải sống trong cuộc sống cho chánh niệm. Vì đó là cái mà mình đưa vào, tất cả những cái kiến thức mình đưa vào, cho dù là cái căn bản nó vẫn dựa vào trong cái triết lý của đạo Phật, nhưng mình dùng nó với tính chất của một cái triết lý hơn là một cái tôn giáo. Và như vậy thì cái message của mình, những cái lời giảng dạy về những lời khuyên của mình, tất cả những cái đối tác của mình người ta dễ nhận hơn. Tại vì không phải là mình, người lắng nghe của mình là những người có đạo Phật, nhưng nếu mà mình chỉ đưa những cái triết lý đạo Phật thì mình sẽ làm họ có một cái bức tường, người ta ngăn lại và người ta sẽ không có tiếp thu được những cái kiến thức mà mình chia sẻ. Jimmy đưa những cái kiến thức về chánh niệm, những cái kiến thức về từ bi, những cái kiến thức về trí tuệ rất là nhiều trong những cái bài giảng dạy của mình. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị, Vân Anh vừa mới biết có một cái điều rất là lý thú, thưa quý vị, là trong thời gian sắp tới, anh Jimmy Thái sẽ có một cái buổi diễn thuyết với một cái số lượng người tham dự rất là đông online, và qua một cái đề tài là Bát Nhã Tâm Kinh trong business, tức là trong các thương vụ, trong các công tác về kinh doanh của mình. Mà thưa quý vị, Bát Nhã Tâm Kinh là một cái kinh mà rất là gọi là basic, căn bản trong đạo Phật. Đấy, ai là Phật tử đều biết Bát Nhã Tâm Kinh. Thì anh Jimmy có thể chia sẻ với quý vị tại sao anh lại chọn cái đề tài này, mà khi mà nghe vào thì những người mà tham gia họ có nói ồ, tôi không phải là đạo Phật. Dạ thưa anh, tại sao anh lại lấy cái đề tài này? Dạ, thì cái này mình chia sẻ với chị là cái ngày 28 tây tháng 11 tới đây, 28 tây tháng 11 lúc 5 giờ sáng giờ Việt Nam, tức là sẽ là ngày thứ Bảy khoảng 2 giờ chiều giờ San Diego của mình đó, ngày thứ Bảy 2 giờ chiều. Thì Jimmy có một buổi nói chuyện về cái Bát Nhã Tâm Kinh và cái ứng dụng của nó vào trong kinh doanh và trong cuộc sống. Tại vì đa số mấy ngàn bạn mà sẽ gọi vào để mà sinh hoạt với mình đó, đa số các bạn là những doanh nghiệp. Thì các bạn rất là quan trọng về cái vấn đề làm sao mình phải sell, mình phải buôn bán được. Và Jimmy thấy là ngoài cái bài nói về chánh niệm, cái bài nói thứ hai Jimmy nói về từ bi, và cái bài nói thứ ba là Jimmy muốn nói về cái trí tuệ. Thì giống như chị nói, cái trí tuệ Bát Nhã là một cái trí tuệ rất là cao diệu và thâm sâu. Nhưng mà nếu mà mình biết dùng cái trí tuệ Bát Nhã vào trong kinh doanh, trong doanh nghiệp của mình, thì Jimmy thấy nó có những cái lợi mà mình dùng trong cái bản thân của mình, trong cái công ăn việc làm của mình dùng trong tất cả những cái tổ chức thiện nguyện của mình, với hình thức cái góc cạnh của một người business executive. Thì Jimmy thấy Jimmy khá là thành công, cho nên Jimmy muốn đem tất cả những cái kinh nghiệm, những cái bài học đó mình chia sẻ lại với quý vị khán giả. Và đó là cái đề tài mà Jimmy sẽ thuyết trình vào ngày 28 tây tháng 11 này, lúc 5 giờ sáng giờ Việt Nam. Wow, rất là hay thưa anh. Và quý khán giả theo dõi buổi talk show ngày hôm nay mà muốn tham dự thì có được hay không, và cái thể lệ như thế nào thưa anh? Dạ, thì mình sẽ có một cái flyer và nó sẽ có một cái QR code. Thì quý vị chỉ cần scan cái QR code đó thôi, thì quý vị sẽ làm việc trực tiếp với cái ban tổ chức và họ sẽ register. Thì trong đó thì các bạn chỉ cần nói là đây là bạn đã nghe qua VNTV, biết Jimmy, biết chị Vân Anh, thì mình chỉ check cái box đó là mình sẽ được register. Và cho dù là mình sẽ nói cái chương trình này bằng tiếng Anh, và mình sẽ có cái phần Q&A để trả lời tất cả những câu hỏi bằng tiếng Anh hoặc là tiếng Việt. Nhưng mà Jimmy nghĩ là đa số là khán giả của mình sẽ tiếng Anh. Jimmy có tất cả những người follow của mình từ bên Singapore, từ bên Malaysia, bên Japan, cho nên mình phải nói tiếng Anh cái lúc đầu một chút xíu để mình truyền bá cái kiến thức về cái trí tuệ Bát Nhã nó rộng hơn một chút xíu. Nhưng mà quý vị chỉ cần scan cái QR code mà Jimmy biết chắc chắn là chị Vân Anh sẽ cho nó hiện lên trên màn hình. Và quý vị scan cái QR code đó thì là mình sẽ giúp quý vị đăng ký. Cái này hoàn toàn nó miễn phí, tại vì nếu mà quý vị đã sẵn sàng muốn học hỏi thì Jimmy chắc là cũng sẵn sàng muốn chia sẻ về chị. Vâng, cảm ơn anh Jimmy rất là nhiều với những cái thông tin mà Vân Anh cảm thấy là rất là lợi lạc cho đời sống của chúng ta. Cảm ơn quý vị đang theo dõi cái chương trình show của anh Jimmy trở lại với chúng ta, đó là Straight Talk with Jimmy Thái. Và Vân Anh tin chắc rằng trong thời gian sắp tới, cái talk show này của anh Jimmy Thái sẽ trở lại với chúng ta thường xuyên hơn với những cái topic mà nó thực tế hơn. Và quý vị có những cái thắc mắc hoặc là có những cái đề nghị gì mà anh Jimmy Thái chia sẻ trong cái chương trình thì quý vị cũng có thể email cho VNTV qua email là info@vietnewstv.com. Thì Jimmy một lần nữa là rất là vui có cơ hội được làm việc lại với VNTV, với chị Vân Anh, và có cơ hội để làm việc với tất cả các anh chị em cộng tác viên với đài VNTV và quý vị thính giả của VNTV. Cho dù là Jimmy rất là bận với cái Build a School Foundation cho nên đã rời đài từ năm 2016, nhưng mà lúc nào cũng theo dõi, cũng quan tâm tới cái việc khán giả, nhất là tất cả những vị khán giả rất là dễ thương của Sandy của mình. Cho nên Jimmy đã nhận lời quay trở lại để làm việc chung với chị Vân Anh, và mỗi tuần Jimmy hứa Jimmy sẽ đem một cái chủ đề mà nó rất là từ những cái kinh nghiệm sống của mình, Jimmy cảm thấy rất là cần chia sẻ, từ vấn đề sống làm sao cho hạnh phúc, là vấn đề dạy dỗ con như thế nào trước khi nó rời cái gia đình của mình để nó lập cái gia đình riêng, hoặc là tất cả những cái vấn đề trong doanh nghiệp mà quý vị cần. Thì giống chị Vân Anh chia sẻ, quý vị có thể liên lạc với VNTV, có thể comment trong tất cả những cái post của mình, và Jimmy sẽ soạn tất cả những đề tài đó và sẽ chia sẻ với quý vị. Và chắc chắn là Jimmy tin tưởng là với bây giờ mọi người đều ngồi chỉ cần mở cái máy computer, hay là mình chỉ dùng cái iPhone của mình là mình có thể học hỏi chia sẻ với nhau. Và hy vọng là cái chương trình Straight Talk với Jimmy Thái sẽ đem lại tất cả những cái vấn đề bổ ích cho quý vị trong những thời gian tới. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt.